Liễu Hồ TV kính chúc ông bà, cô chú, anh chị em được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Và hôm nay mình ra cắt khổ qua nha ông bà, cô chú, anh chị em. Đây, cho ông bà, cô chú, anh chị em xem cái khổ qua của mình quá trời bự không? Ngon gì đâu. Thấy vậy chứ nó bự nhưng mà ở trong nó non lắm nha. Đó. Đây là mình chuẩn bị mình cắt khổ qua. Hôm nay mình cắt cái trái gì ngon ngon cho ông bà cô chú anh chị em mình xem. Dạ thưa ông bà cô chú anh chị em kính mến, dạ đây là cây mãng cầu ở trước cửa nhà mình nha. Đó, cho ông bà cô chú anh chị em xem hôm nay nó ra trái rất là nhiều. Nhưng mà cái cây này á, là nó cũng đã gãy cái thân cây rồi. Thì giờ chỉ là mấy cái nhánh nó ra thôi ông bà cô chú anh chị em. Mà năm nay đậu trái nhiều nghe, hồi năm trước á nó có được có 2-3 trái, năm nay nhiều đó, trái ngon lắm bà cô chú anh chị em. Còn hồi mình sẽ ra mình sẽ buộc lên tại vì á nó nặng quá đó. Đây đây, nó nặng quá cho nên cái cây nó bị triểu đó, mà mình cũng đã buộc lên rồi nè, nhưng mà nó vẫn quật, hồi mình sẽ buộc thêm nữa. Đây mình chia sẻ trái cho cô chú anh chị em xem nha. Bên đây là mãng cầu này không có rẻ nha ông bà cô chú anh chị em. Dao động 1 ký cũng từ khoảng 350 tới 500 ngàn tiền Việt mình 1 ký á. Đó. Thì cái mãng cầu này bên đây là nó cũng không có tươi như của mình. Đó. Thì cho nên là mình chia sẻ cái nó ra trái rất là đẹp cho cô chú anh chị em xem. Trái nhiều lắm, nó quằn ở dưới đó. Chút nữa mình ra mình sẽ mình sẽ buộc lên đây, nhưng mà có chưa anh em xem đó. Rồi hôm nay mình chia sẻ những cái trái gì mà nó có ngon ngon mình chia sẻ nha. Hy vọng là sẽ đậu trái bự lên. Chú phải ra buộc cái này lên nè, không buộc nó bị quặt. Rồi hôm nay mình chia sẻ với bà cô chú anh chị em là mãng cầu nhà mình năm nay có trái nghe ông bà cô chú anh chị em ơi. Đó. Ở đây là cái cây nó chết mà cái nhánh nó ra lại, nhưng mà nó cũng được ra trái, cũng được cũng nhiều trái lắm. Đây. Hôm nay mình có mãng cầu mình ăn rồi nha. Đó. Giờ đây là rất là buồn, cây bơ bữa mình mua 60 đô, bữa nay nó chết queo rồi ông bà cô chú anh chị em ơi. Không biết tại sao mà nó đang tươi tốt mà mình trồng mấy tháng nay một ngày nó xuống không còn một cái lá rồi nó chết queo. Đó. Và đây là cây dây honeydew. Đó, cái dừa honeydew. Mà mình trồng sao mà cái lá này nó sâu quá. Cái dây bí này, cái dây dừa này rất là khó trồng. Sâu quá chừng sâu luôn. Hôm nay mình chia sẻ hết cái khu vườn nhà mình trồng được cái cây trái gì cho ông bà cô chú anh chị em mình xem. Đó. Đây là hôm nay đậu bắp mình lên rất là tốt nghe ông bà cô chú anh chị em. Đó. Hôm bữa mình thấy 5 cây có chút xíu xiu. Và bữa nay nó lên rất là cao. Mà hôm ngày về trái cũng được nhiều lắm. Đó. Đây. Đây là đậu bắp nhà mình nha. Đó. Cái cây này cũng rất là tốt. Hên là hôm bữa mình bứng ra bớt, mình chiết ra. Chứ để ra 10 mấy cây chắc nó lên cứng ngắc. Đó. Mình chữa đây chỉ có 5 cây thôi bà cô chú anh chị em. Đó quá trời trái nè. Ngày nào mình cũng phải ra mình cắt hết á. Tại vì á mình thấy nó gì nè, mình không cắt là nó mau già lắm.
Quay xa xa ra cho ông bà cô chú anh chị em xem cây đậu bắp nó cao mà nó tốt, rất là tốt. Đây cái kế bên là ớt, hôm nay ớt Thái mình chín nhiều lắm rồi nha ông bà cô chú anh chị em. Đó, mình trồng quá chừng luôn mười mấy hai chục cây luôn, cái hộp mình ươn lên rồi nó tùm lum, nó lên nhiều cây quá rồi mình ghim đại ghim đại, chỗ nào mình cũng ghim hết trơn á. Nó hôm nay nó chín này, hôm nay đây đây cũng là một cây ớt nữa đó. Nhưng mà bên đây thì nó chưa có chín trái, nó còn hơi xanh chút xíu. Và bên đây là mình cũng có nhiều ớt lắm mà cô chú anh chị em, nó mấy cây nhỏ nhỏ là ớt không á. Kệ đi, mình trồng vậy đi, chứ đây nó bán cũng hơi mắc một chút. Dạ, đây là mình có được một trái dưa xanh, dưa honeydew. Đó, bây giờ mình được thành quả là một trái này rất là ngon. Thì bây giờ cái trái này nó nặng quá, rồi mình thiết kế mình lấy sợi dây mình buộc lên cho nó bớt nặng. Đó, mình được thành tựu đó ông bà chú anh chị, được một trái dưa rất là ngon. Đó, mình trồng từ cái hạt nha. Mình mua trái dưa tươi về mình ăn là mình trồng xuống. Nhưng mà thấy cái dưa này khó trồng như là cái bí vậy đó, quá chừng sâu nè, sâu sâu nhiều lắm. Đây, cái này là trồng đây cây đu đủ. Cái đu đủ này là cái hạt mình ăn mình treo nó lên, không bà chú anh chị em. Còn bữa mình mua cái cây kia nó nhỏ hơn cây này mà 24 đồng chết queo rồi. Hôm nay mình cũng bị thất bại hết hai cây, là một cây đu đủ và một cây bơ. Đó, thì ở đây mình có làm mấy cây tí tố. Hôm nay mình khoe hết trong vườn nhà mình có gì cho ông bà cô chú anh chị em xem. Ở đây mình có thêm một cây ớt mà mình cũng không biết ớt gì luôn đó. Gieo cái hạt là nó lên cũng không biết ớt gì. Đây, khoe với ông bà cô chú anh chị em, nhà mình có cây hồng giòn nghe. Đây, quá chừng trái luôn. Thì cái này cũng là cái nhánh nó lên lại thôi bà cô chú anh chị em, chứ cái cây nó đã chết rồi. Nó bị giống như là tự nhiên sao mà nó sao nó bị gãy cái cây ngang vậy đó. Nó chết. Rồi bây giờ mấy cái này là mấy cái nhánh thôi. Đó. Mấy thì trái cho mời chú anh chị em xem. Đó. Cái cây hồng này rất là ngọt nha, ngọt mà rất là ngon, thì cũng nhiều trái lắm, mình thấy cũng rất là nhiều trái. Đó, quá trời hồng ngon ngon lắm, tuốt trên đỉnh đó, trên đỉnh nhiều lắm mọi người chú anh chị em. Đây, bây giờ nó hơi tiệp tiệp với cái lá màu xanh á, cho nên mình cũng hơi khó thấy một chút, nhưng mà ngon lắm, ngọt lắm. Đó, năm nay là mình có hồng ăn nè, rồi mình có mắng cầu nè, có đu đủ luôn nghe. Đây cho ông bà của chú anh chị em coi cây quế. Cái cây này năm nay á, trời nó lạnh mình không có chết, lạnh ít, bây giờ nó ra quá chừng tốt luôn bà của chú anh chị em. Đó, hôm bữa mình trồng này cây đu đủ mình mới mua hai mấy đô mà nó chết queo rồi, không biết sao nữa, chắc nước nhiều quá nó không chịu nước nó chết. Đó, cây quế này quá chừng tốt luôn. Đó, rồi mình mua thêm cây đu đủ này, bữa đó họ bán 49 đồng mà mình mua khuyến mãi 50%, còn 24 đồng gì đó mà sao chưa có trái. Đó, đó đây mình bứng ra 5 cây đậu bắp mình đem ở đây nè bà cô chú anh chị em, chứ đẳng nếu mà 10 cây á, thì rất là chặt đó, cho nên mình chia ra đây 5 cây, mình chia 5 cây đậu bắp ở đây. Và đây là cây đu đủ mình mua hồi năm trước đó, mình trồng bây giờ thấy có kết quả rồi bà cô chú anh chị em ơi. Đó, hôm nay mình sẽ có đu đủ mình ăn nè. Hy vọng là đậu trái tốt ha. Thì nếu mà nó ra chừng
năm sáu trái là mình thấy mình đủ vốn được cái cây rồi đó, còn hai cây kia chết rồi là thôi. Đó. Hôm nay mình cho mà cô chú xem cái dàn mướp của mình nó được tới đâu rồi nghe. Hổm rồi giờ hái lai rai, hái hoài nhiều lắm bà cô chú anh chị em. Đây cho mà cô chú anh chị em mình xem mướp hôm nay nó ra quá chừng trái luôn rồi. Hổm rồi giờ là cắt mấy chục trái rồi đâu mà cô chú anh chị em. Ngon lắm. Mướp này nó cũng đây. Đây là mướp, vàng mướp nhà mình. Đó. Mà mình không có cho nó bò qua bên cái kia để dành cho cái dây bầu. Cho nên mình chỉ cho nó bò cái đoạn này thôi. Đó. Đây là mướp nha. Mướp. Trái này là để chắc làm giống luôn rồi đó, nó bự quá. Đây mướp mà cô chú anh chị em, mướp ngon quá. Đó. Đây bò lòng thòng nhìn thấy vui ha. Đó, chia sẻ hôm nay là chia sẻ cái dàn mướp rồi mình cắt cho mình nấu canh mình ăn chứ để quá nó già. Dạ đây là thanh long nha. Thanh long bữa nay cũng ra trái rồi, đậu trái hết rồi nghe ông bà cô chú anh chị em. Đây mà năm nay là hơi trễ nè, chứ mọi năm là giờ này đã có thanh long ăn rồi đó, năm nay là hơi bị trễ rồi. Chia sẻ luôn, đây là dây khổ qua nha, quá trời có một trái nó bự, có một trái khổ qua đây ngon quá nè mọi cô chú anh chị em. Chút nữa là mình sẽ ra mình cắt. Đây khổ qua mình trồng lại nói cho mọi cô chú anh chị em mình xem. Hổm ra giờ cũng cắt lay rai đó. Đây ô nó mắc kẹt lên một trái rồi, nó mắc kẹt gì sao nó ra được đấy. Wow, bởi vì cho nên nó mới một hai ngày mình phải ra mình coi cái chỗ nào nó bị cái trái mà nó ra mà nó bị vướng bị kẹt, mình phải lôi nó xuống chứ không nó mắc kẹt trên đây nè, chứ nó không có lớn nổi. Đây là khổ qua thì năm ngoái mình trồng thì năm nay mình cũng trồng lại cho một thứ một ít rằng mình có mình dùng. Rồi chia sẻ kế tiếp, hôm năm nay nhà mình có nho nghe bà cô chú anh chị em. Đó đây là dây nho nhà mình. Đó. Cái nho này nó cũng chưa chín, nó còn hơi nhỏ đó. Thì bữa nó trồng cái cây cà chua mình trồng theo, nhưng mà hôm nay cây cà chua không biết sao đó, nhưng mà cái nho thì nó còn sống đó. Chia sẻ hôm nay là có nho đó. Giờ bên đây cũng là nho nha. Đây nho ngon quá. Wow, lủng lẳng. Nhưng mà bên này sạc đó. Đây là nho. Đó. Đây là dây trái su. Đó. Dây trái su mình bữa nay cũng ra được tới đằng đó rồi đó. Bữa nay cà chua mini hôm nay về hái trái cũng lai ra, nhưng mà nó chưa có rộ, nó chưa có nhiều đó. Thì hôm nay mình chia sẻ là vườn nhà mình có những cái trái về và được ra trái rồi, cây nào nó chết mình chia sẻ với ông bà cô chú mình xem cho vui. Đây nho ngon quá à. Rồi cảm ơn bà cô chú anh chị em mình rất là nhiều để xem video của Liễu nha.
Dạ cảm ơn rất nhiều, nếu có điều chi thiếu sót mong ông bà cô chú anh chị em mình bỏ lỗi nha. Dạ cảm ơn rất nhiều. Dạ xin chào tạm biệt, hẹn video kế tiếp.